Đêm ngày 5 tháng 8 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra liên tiếp hai vụ cháy. Một vụ xảy ra tại quán giải khát ở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội và một vụ cháy khác xuất phát từ thiết bị điện tại phòng để đồ tầng 3, nhà dân tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và dập tắt cả hai đám cháy, không gây thiệt hại về người. Công an Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh hàng quán, các hộ gia đình cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy tại quán karaoke trên phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 1 tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh. Nguyên nhân ban đầu được xác định đám cháy xảy ra do quán đang sửa chữa có hàn xì. Trong những năm gần đây, trên địa bàn cả nước cũng xảy ra không ít những vụ cháy do hàn xì gây ra và hậu quả trong nhiều vụ việc là rất nghiêm trọng. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn. Nhiều người dân cho biết đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 đang ngừng hoạt động để sửa chữa hàn xì. Trong quá trình chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại hiện trường, không may ba cán bộ chiến sĩ hy sinh. Ngoài bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, thì nhiều người dân cũng bày tỏ bức xúc trước việc quán karaoke không đảm bảo điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Từ xưa đến nay thì cũng đã nhiều đợt mà quán karaoke xảy rồi, vũ trường xảy ra cháy rồi, hỏa hoạn rồi, chứ không phải là bây giờ nữa. Thế nhưng mà thế này là tôi đánh giá là cái công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng ấy thường xuyên hơn. Và nếu mà cái quán nào mà có đầy đủ điều kiện, ví dụ như thoát hiểm, đầy đủ những cái điều kiện trang thiết bị thì hãy cho làm, chứ như thế này để xảy ra những cái đáng chết đáng tiếc quá. Trước đó vào chiều ngày 1 tháng 11 năm 2016, quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội bốc cháy dữ dội. Vụ cháy nhanh chóng lan ra các nhà lân cận và làm 13 người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do bất cẩn của công nhân trong quá trình hàn xì để lửa vải hàn bắn vào các vần ốp cách âm gây cháy. Ngày 19 tháng 11 năm 2013, ngọn lửa bùng phát tại một quán bar ở khu 9A Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội, làm 6 người chết. Nguyên nhân vụ cháy cũng là do bất cẩn trong quá trình hàn xì, khiến lửa hàn bắn vào đống vật liệu thi công có nhiều tấm xốp. Trưa ngày 29 tháng 10 năm 2002, vũ trường Blue thuộc Trung tâm Thương mại Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến 60 người chết và 70 người bị thương. Theo các cơ quan chức năng, quá trình hàn dàn đèn trên trần vũ trường ở tầng 3 đã làm vải xì nhiệt độ cao bắn vào lớp xốp cách âm gây cháy. Ở đây là hàn điện dẫn đến nó xảy ra cháy trong quá trình sửa chữa, cần rút kinh nghiệm trong quản lý và xây dựng các cái loại hình cơ sở này. Là hiện nay qua theo dõi, qua khảo sát chúng tôi là đa số các cơ sở này không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy, hầu như chỉ có một lối thoát nạn, mà khi xảy ra sự cố thì an toàn cho người là số 1, nhưng không có lối thoát nạn thì cái nguy hiểm tính mạng rất là lớn. Chấp hành các quy định điều kiện an toàn phòng cháy cháy và nắm được cái đường đi lối lại, lối thoát nạn của loại hình cơ sở này là còn hạn chế. Thứ hai là chủ cơ sở thì cũng cái điều kiện về chấp hành, đặc biệt là cái yêu cầu về quảng cáo, cho nên là nhiều cái cơ sở là cái biển quảng cáo cũng còn thời có lúc có nơi, có địa chỉ còn không đảm bảo, gây cản trở cái thoát nạn khi có sự cố, hoặc là cái hệ thống điện ở cái hệ hạng mục này là không đảm bảo cái điều kiện. Ngoài sự chủ quan của các chủ cơ sở, một vấn đề dễ nhận thấy ở các vụ cháy thời gian qua là thợ hàn xì thiếu các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Bởi vậy, khi hàn cắt kim loại, họ không có các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy. Từ Việt Nam mình ai muốn hàn là hàn. Họ không cần học hành, có thể là từ người này, người thợ cả chỉ cho nhìn thấy vài, hoặc không phải thợ cả đâu, một cái người biết hàn một tí, chỉ dẫn vài đường là người kia hàn, không hề biết chỉ để an toàn cả. Thì đấy, rõ vậy là đấy cái sai lầm đầu tiên là mình không tuân thủ những cái quy định. Đấy, tức là anh có thể là không có bằng cấp chứng chỉ gì cả mà anh vẫn cứ tiến hành hàn. Thì bởi vì trong các cái lớp đào tạo đó họ đều có dạy về nguyên tắc về an toàn chống cháy nổ và chống điện giật vân vân. Thì cá nhân thì không được học. Những bất cẩn trong hàn xì tại các quán karaoke, quán bar thời gian qua đã trở thành nỗi ám ảnh với mỗi người dân. Nhiều gia đình đã mất đi người thân,
nhiều người mẹ, người vợ đã bất lực trong đau đớn khi tai họa ập đến với chồng, với con của mình. Và sẽ vẫn còn những câu chuyện đau lòng, chia ly nếu vẫn còn những tồn tại bất cập, lỗ hổng trong hàn xì như thời gian vừa qua. Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mang theo vũ khí nóng. Theo đó, qua công tác trinh sát và nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, đến 19 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2022, tại khu vực Bản Na, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Kha Văn Phong, sinh năm 1969, trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật cơ quan công an thu giữ bao gồm 2.600 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 18 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Kha Văn Phong là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có 2 tiền án về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù năm 2021. Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế vừa phát hiện xử phạt một cơ sở kinh doanh bóng cười và thuốc si sa không rõ nguồn gốc và không có giấy phép kinh doanh. Tại kho hàng của Lê Văn Quốc Minh ở đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế phát hiện 43 bình khí N2O hay còn gọi là khí cười hoặc bóng cười và 80 hộp thuốc si sa. Mình không có giấy phép kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Toàn bộ số hàng hóa tại kho hàng của Minh nói đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công an thành phố Huế đã củng cố hồ sơ và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Minh với tổng mức phạt là 51.500.000 đồng. Tại Đà Nẵng, tình trạng hàng chục dự án treo, hàng trăm khu đất chậm triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai là vấn đề nhức nhối ở địa phương, gây ra nhiều hệ lụy, nhân dân rất bức xúc. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, tuy nhiên việc xử lý còn nhiều lúng túng. Khu đô thị quốc tế Đa Phước hiện có khoảng 200 hộ dân đang sinh sống. Giao dịch mua nhà đất của họ đúng quy định pháp luật, tuy nhiên đến nay đều bị tạm dừng cấp sổ đỏ và họ bị coi là đang sinh sống bất hợp pháp trong chính ngôi nhà của mình. Nguyên do là dự án nằm trong diện phải thu hồi theo bản án của tòa án cấp cao năm 2020 liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm. Chúng tôi mua là hoàn toàn chính đáng, hợp pháp và minh bạch. Cho nên là trong thời gian tới thì tôi mong rằng là chính quyền thành phố cùng với nhà nước làm sao tập trung giải quyết cho cái khu này, người dân có cái quyền lợi chính đáng của mình để người dân được sinh sống ổn định. Đây là một trong ba bản án gặp vướng mắc trong xử lý tài sản là đất đai xảy ra tại Đà Nẵng. Cùng với đó, trong triển khai 4 kết luận thanh tra, đại diện thanh tra chính phủ cũng chia sẻ nhiều nội dung kết luận chưa thực hiện được do vướng quy định pháp luật. Một số nội dung đã xảy ra từ hàng chục năm trước nên rất khó khăn trong việc xác định lại giá trị hoặc dự án đã chuyển nhượng qua nhiều nhà đầu tư. Cơ quan của chính phủ rồi cả. Đôi khi kết luận thanh tra thì đúng nhưng mà thực hiện không được. Ví dụ như bây giờ họ là F5 rồi, thì bây giờ kết luận thanh tra là phải thu chứ. Vì ví dụ như anh làm anh giảm 10%, ví dụ nộp 1.000 tỷ anh giảm 10% được 100 tỷ rồi. Thế thì thanh tra cũng đủ vô kết luận anh giảm 10% này là sai. Thì sai kết luận nhưng mà họ thu không được. Tính đến cuối năm 2021, có 326 khu đất dự án lớn còn tồn đọng, chưa được xử lý. Có 31 dự án khu đất đã hết thời gian gia hạn 24 tháng vẫn chưa được đưa đất vào sử dụng. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết những vướng mắc trong thực hiện 4 kết luận thanh tra cũng như giải quyết hệ lụy từ giai đoạn trước là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng treo và chậm triển khai nhiều dự án. Vấn đề chúng tôi hiện nay đang đối diện đó là sau khi kiểm tra ban hành cái việc quyết định gia hạn 24 tháng và hết 24 tháng rồi thì vẫn các chủ đầu tư này cũng không thể triển khai được cái dự án này. Thì hiện nay có tất cả là 31 dự án, trong đó có cả những dự án có yếu tố nước ngoài. Và vấn đề vướng nhất hiện nay như là như tôi đã nói ban đầu là vướng vào những cái việc là dự án này nó vướng vào những cái kết luận của thanh tra. Theo ông Tô Văn Hùng, bên cạnh việc khắc phục các vướng mắc bất cập để lại từ giai đoạn trước, các cơ quan trung ương cần tháo gỡ khó khăn cho Đà Nẵng bằng việc hướng dẫn chi tiết cụ thể, sửa đổi các quy định pháp luật về đất đai cho phù hợp với thực tế, làm cơ sở để Đà Nẵng giải quyết triệt đề tình trạng dự án treo, chậm triển khai, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội địa phương và nhân dân.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566. Địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.